Sáng nay trời mưa quá bạn, nên mình không có đi chợ được. Kể giờ trời ngất ngất mưa nè, mình đi mình mua hộp cơm giùm ăn. Các bạn coi hộp cơm có gì nha. Đây nè, có bên đây là ba chỉ chiên, thịt ba chỉ chiên, còn bên đây là trứng chiên. Cái hộp cơm này nhóc luôn á, mà có 45 cành là quá rẻ luôn, có thêm trái canh nữa. Rồi mời các bạn ăn trưa với tới nha. Qua wow, quá đã. Để mở bịch mắm đây đây. Đó. Đây là nước mắm đây. Mình để giùm ăn muỗng nào mình chế với muỗng đó luôn cho nó ngon. Chỗ này kia thịt lo chỉ ngon mà. Ngon á, thịt lo chỉ thơm ngon, mềm luôn. Ngon quá, 45 cành là xứng đáng. À, để thử miếng trứng chiên rồi sao. Trứng chiên cũng vừa ăn không, ướp cũng vừa vậy đó. Được, có lý. Để bớt thịt này có chục tóc một cơm. Nước mắm này cũng ngon không? Nước mắm là họ làm vừa ăn lắm. Đó. Ngon quá. Đó là ngon một quanh. Canh ở đây người ta nấu tới hai loại canh luôn, có canh chua nữa, như là còn canh này là canh tần âu. Rồi mình mới ăn canh chua hôm qua rồi nên bữa nay mình ăn canh tần âu. À, ngon quá. Là mưa lạnh lạnh mà đói đói ăn cơm vậy ngon quá. Thịt bà chỉ đây người ta chiên ăn ngon ghê đó. Bà chiên thịt bà chỉ mà giống ở nhà mình làm luôn á. Là bình thường mình mua thịt bà chỉ mình luộc trước xong mình chiên trái xém mấy cái cạnh ở ngoài á thì ăn nó ngon không. Đó. Trời mưa nó bụng mà dứt hộp cơm thì dễ đãi kìa. Ngon. Trời mưa là đánh ăn với bà chỉ chi thì đãi đâu. Ngon nhất đó. Thảo quá các bạn. Ngon lắm. Thảo quá. À, canh mà mua về tới nhà mà còn nóng luôn nè. Ngon quá ngon. À, dứt thêm miếng trứng nữa. Chế miếng mắm vô. Mà nãy mình sẽ tính mắm á. Bịch mắm giờ gần hết rồi.
Ngon quá ngon. Xả được chưa? Là tí tôi ăn tiếp đi. Các bạn xem bây giờ em nhớ like đăng ký kênh giúp tí nha. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ăn trưa vui vẻ.